Phòng gym bên Mỹ Duy đi 10 phòng, chừng phòng có máy này. Bây giờ Duy sẽ biểu diễn các bạn một set cuối cùng. Test full cây, không đai, full luôn. Cái này nè, giảm ma sát. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng ở đây để chiêm ngưỡng cái độ đẹp lộng lẫy kiêu sa mà chỉ để nhón bắp chuối thôi. Nè, standing crab. Cái này để chân thôi, không có gì hết đó. Để chân thì có những vị trí để chân khác nhau. Để giày. Để giày là vô bắp chuối ngoài. Để giày bình thường, để giày vô bắp chuối trong. Duy thích để hơi chích chích ngoài xíu. Đó. Nhớ nè, không khóa này không? Giày này khóa nè. Chỉ có một điểm không hài lòng với cái máy này á. Thứ hai á là cái dàn số để gắn vô tạ đó. Trong quá trình mà Duy thuê thợ lắp ráp á, thợ trẻ kiểu gì mất tiêu luôn rồi. Đó, giờ hậu quả mất số không biết tạ nhiều hết á. Giờ chọn thật cảm tính. Trong đợt nhập hàng tiếp theo tôi cố gắng order cái số. Rồi. Nhanh chậm không quan trọng mà, tùy thôi. Thích thì chậm dày, thích thì nhanh dày, nên thay đổi. Chậm cho nó mỏi thấy bà luôn. Bắp chuối nó cực kỳ quan trọng. Có nhiều người thích bắp chuối to hình trái tim, nhưng mà cái đó không phải tự nhiên có đâu nha. Cái đó thứ nhất là do gen người ta, và thứ hai là người ta tập luyện đá banh rất là nhiều, hoặc là đạp xe rất là nhiều nó mới có được cái đó. Còn mình tập gym bắp chuối là mình tập cho nó săn chắc, nó có hình, nó có nét thôi. Còn gen nó quyết định tụi em. Đó, cái nó lên mặt ngoài như đây nè. Lên mặt ngoài nè, đó. Mặt ngoài đây nè, ăn tiền ở chỗ này nè. Còn cái cục ăn sao á. Đó, cục ăn sao mấy bạn mà thấp người á, nó tròn quay à. Rồi vô. Giờ á, để giày, tập mô phỏng. Đó. Tập cho nhanh thôi, chứ Duy chưa tập mà Duy mới nhát thôi. Cái này nè, giảm ma sát. Tức là tăng cái ma sát lên đó, tức là chống trơn trọt á. Không có cái này á, bằng trượt lên cái này. Nhưng một cái hành vi phản cảm nhất là mấy ông nội đi chân không á, vô đây tập. Cái hành vi cực kỳ phản cảm chân không là một, dép lầu là hai nè. Không được xuất hiện trong thoa sim nha mấy em. Phải đi giày đàng hoàng, không cần mua giày BBT cũng được. Phải có đôi giày đặt lên đây. Cái ưu điểm của cái máy này á là các bạn tập vô là nó đỡ bị gọi là chấn thương vai. Nó mỗi lần mà Duy tập đùi xong á, hai cái vai á mà chơi trên máy Smith á, gánh vô một cái nó bầm hai bên đây luôn rồi. Mà cái này nó hạn chế được cái điều đó, nên đây cũng là một trong những ưu điểm của máy. Vô. Thôi. Bây giờ Duy sẽ biểu diễn các bạn một set cuối cùng. Test full cây, không đai, full luôn. Bởi vậy á, cái tác dụng đi tập gym á, tập mệt về sủi luôn à. Mà ăn được gì đó. Muốn mà ăn thì phải có súp. Phục hồi. Khổ thế. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Tết phun cây làm chi xúc cáp luôn ba. Thằng nào dặn ốc này? Mày nghĩ sao vậy? Chơi cu ro mà dặn ốc vậy đó hả mày? Nó dặn như vậy nè mấy em. Tao quên kiểm tra cái này. Mày nghĩ sao mày ăn nhiêu tiền của công ty tao quay dặn vậy hả?
Nè nhìn cái tay nè, nó dặn nè. Nè nó dặn nè. Đó, nó dặn vậy nè, nó kiểm điểm sao đây? Hả? Chưa? Thấy rõ ràng chưa? Bởi vì làm ăn á, thất trách. Anh tập nổi đúng không? Anh tập nổi chẳng qua nó bị sút thôi. Đó. Mà anh không bị gì hết, chứng tỏ là máy xịn. Nó lỗi này là lỗi của anh không có giám sát tốt và cho nhân viên anh nó làm ẩu. Anh sẽ chịu trách nhiệm, rồi giờ sửa đây mày. Nhưng mà cho dù cái máy có bị gì chăng nữa bạn không sao. Đó là cái điều mà tôi muốn nói là làm máy Mỹ Đế nó là như vậy. Cái này không phải đứt cáp nha bạn, xúc. Xúc xúc. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi tập tiền tỷ của Duy Nguyễn. Duy Nguyễn tập xong rồi. Mà trời đuối rồi. Nhưng mà vẫn còn tinh thần của một gymmer bất bại. Một gymmer tinh thần gym mãnh liệt theo thời gian và trường tồn cùng năm tháng. Đó là thông điệp Duy Nguyễn gửi đến tất cả mọi người chúng ta đã tập gym, chưa tập gym và sẽ tập gym. Tất cả mọi người hãy đến đây cùng nhau tập gym, tập gym, tập gym để chúng ta có một cái cơ thể cường tráng trên một đầu óc minh mẫn như tôi đã điều hành công ty BBT. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Ho Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.